Tại Thừa Thiên Huế, 30 máy vi tính đã được tỉnh phối hợp với công ty cổ phần tập đoàn công nghệ CMC trao cho trường trung học cơ sở Phong Bình, huyện Phong Điền. Hoạt động này nằm trong chuỗi chương trình tặng hơn 100 máy tính và phần mềm diệt virus cho 5 tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ vừa qua, đó là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và Quảng Nam. Và mục đích là giúp nhà trường và các em học sinh có thêm trang thiết bị học tập, khắc phục thiệt hại. Tổng giá trị của chương trình là 3 tỷ đồng.